Quảng Tân là xã trung du miền núi, có tổng diện tích tự nhiên 1.545,40 ha, trong đó đất nông nghiệp 1.191,05 ha. Vị trí xã nằm gần trung tâm huyện Đầm Hà, giáp với 5 xã và 1 thị trấn. Dân số 1.580 hộ với 5.670 khẩu, gồm 6 dân tộc là Kinh, Tày, Giao, Sán Dìu, Sán Chỉ, Mường. Sau khi sáp nhập, xã Quảng Tân mới có 10 thôn, gồm Tân Thanh, Tân Đông, Tân Hợp, Tân Hòa, Tân Liên, Tân Sơn, Trung Sơn, Châu Hà, An Lợi, An Bình. Đảng bộ xã có 15 chi bộ, gồm 10 chi bộ thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an, 1 chi bộ y tế. Ngành nghề chính của nhân dân là trồng trọt, chăn nuôi kết hợp với dịch vụ buôn bán, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Quảng Tân có nhiều thuận lợi về tiềm năng, nguồn lực lao động, vị trí địa lý, thổ nhưỡng, đất đai phù hợp cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Nhân dân các dân tộc trong xã có truyền thống đoàn kết, cần cù lao động, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Chủ trương xây dựng nông thôn mới hợp lòng dân, được đại đa số nhân dân đồng thuận, các mô hình sản xuất được quan tâm đầu tư tập trung, đặc biệt là các sản phẩm ô cốp. Bên cạnh đó, xã còn gặp một số khó khăn như sản xuất nông nghiệp là ngành kinh tế chính nhưng chưa mang tính sản xuất hàng hóa. Ngành nghề dịch vụ chưa phát triển, số lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp còn mang tính thời vụ chưa chuyên nghiệp. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn ở mức thấp, nên việc huy động nguồn lực của nhân dân để thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế. Làm rõ những khó khăn của địa phương, lãnh đạo xã xác định xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cùng với sự tham gia của toàn dân, với việc bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Đảng ủy, chính quyền xã đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch để chỉ đạo các khối đoàn thể tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức phong phú, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Quảng Tân tập trung mọi nguồn lực, đặc biệt là phát huy nội lực, xác định người dân là chủ thể của phong trào, luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để triển khai, thực hiện với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Từ đó, mỗi người dân đều cảm thấy mình là chủ thể và tích cực tham gia thực hiện. Xã đã huy động các nguồn lực để thực hiện phong trào thi đua trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Cụ thể, huy động được trên 80 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 65 tỷ đồng và nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp, người dân hiến đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc trên 15 tỷ đồng. Vận động được trên 800 hộ dân hiến đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng với trên 16.000 m2 đất, trên 800 m dài bờ thành và nhiều cây cối hoa màu, vật kiến trúc có giá trị khác. Các công trình giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng được đầu tư xây dựng đã tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất. Năng suất lúa hàng năm đạt trên 42,5 tạ trên hecta, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động và phát triển, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của nhân dân địa phương. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của xã đạt trên 90%. Trên địa bàn xã có 66,2 trên 67,3 bằng 98,3% km đường trục được bê tông hóa, đảm bảo đi lại sản xuất của nhân dân. Trong đó, có 14,7 trên 14,7 bằng 100% km đường trục liên xã được bê tông. Có 22,1 trên 22,1 km bằng 100% đường trục thôn được bê tông hóa. Có 17,8 trên 18,1 bằng 98% km đường ngõ xóm được bê tông. Có 8,8 trên 12,3 km bằng 72% đường nội đồng được bê tông. Các tuyến đường đảm bảo xanh, sạch đẹp. Chúng tôi là những người dân ấy, thì giám sát thế và cũng nghe lại được cái thông tin như vậy là của nhân dân. Người ta nhận xét và đánh giá về cái sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng rồi chính quyền địa phương trong cái việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới thì phải nói là rất là quyết liệt. Thế và tất cả các cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì đều được triển khai sâu rộng đến quần chúng nhân dân và được nhân dân như vậy là bàn, thế và nhân dân như vậy là quyết định bằng một cách như vậy rất công khai, dân chủ. Thế và tất cả những cái vướng mắc trong nhân dân rồi ý kiến của nhân dân thì cũng được như vậy là xem xét và giải quyết rất kịp thời. Đấy, thế thì ở đây thì kể cả trong như vậy đường làng ngõ xóm cho đến đường như vậy là liên xã
Đối với Quảng Tân thì gần như là 100% là hiến đất. Hiến đất. Và có những cái hộ tôi nói thí dụ để làm cái tuyến đường như vậy là từ chỗ trung tâm ủy ban xã mà lên đến như vậy là Quảng An. Đấy, đây là thuộc về cái đường như vậy là của thôn liên xã nhưng mà thuộc phạm vi của thôn Tân Hòa. Thế thì tất cả những cái hộ ven đường này là đều bị hiến đất, mà trong đó là có hộ gia đình nhà tôi. Kể cả hai đợt hiến là 1.250 như vậy là mét đất nông nghiệp. Trên địa bàn xã có 35,2 km kênh mương được đầu tư kiên cố, trong đó kênh mương cấp 1 là 14,7 km, cấp 2 là 11,9 km, cấp 3 là 8,6 km. Hàng năm các tuyến mương được tu sửa, bảo trì phục vụ nước tưới đảm bảo cho nhân dân sản xuất. Hệ thống hạ tầng lưới điện nông thôn luôn được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư đảm bảo cung cấp điện sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân trên địa bàn, có 9 trạm biến áp. Tổng công suất 2.215 kV cung cấp cho 100% hộ dân trên địa bàn xã được dùng điện, đảm bảo điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn xã. Có 4.000 km đường dây cao áp, 3.700 km đường dây trung áp, 27.500 km đường dây hạ thế, 100% hộ dân được dùng điện đảm bảo an toàn. Hiện 10 trên 10 thôn đã có hạ tầng đáp ứng nhu cầu sử dụng Internet phục vụ đến các thôn, có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành. Hệ thống đài truyền thanh được đầu tư xây dựng 11 cụm. Trong đó, 1 cụm tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, 10 cụm tại nhà văn hóa các thôn. 10 trên 10 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa cấp huyện, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt trên 90%. Hệ thống trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn được đầu tư cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ quản lý và các thầy cô giáo đạt chuẩn, chất lượng giáo dục đạt cả về chất và lượng. Xã được công nhận phổ cập giáo dục cả 3 cấp học. Số lượng học sinh giỏi và học sinh thi đỗ vào các trường đại học hàng năm tăng. Công tác khuyến học của gia đình, dòng họ và của xã hàng năm được chú trọng triển khai thực hiện. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc phát triển kinh tế, vay vốn sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở và công trình vệ sinh, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm. Năm 2020 trên địa bàn xã có 4 hộ nghèo, hộ cận nghèo 68 hộ. Năm 2021 trên địa bàn xã Quảng Tân không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo còn 3 hộ bằng 0,19% theo tiêu chí cũ. Năm 2022 theo tiêu chí mới hộ nghèo là 17 hộ, hộ cận nghèo 125 hộ, đến cuối năm 2022 đã thoát 17 trên 17 hộ nghèo, 102 trên 125 hộ cận nghèo. Đến nay trên địa bàn xã còn 32 hộ cận nghèo, không có hộ nghèo. Bên cạnh đó, để nâng cao thu nhập cho người dân, xã triển khai mô hình trồng cây ăn quả, rau an toàn, triển khai kế hoạch chuyển đổi, tạo điều kiện cho nông dân phát triển kinh tế vườn trại. Hiện tại trên địa bàn xã có 5 hợp tác xã, 2 công ty, 3 doanh nghiệp, 23 trang trại, 18 gia trại, 4 sản phẩm ô cốp, trong đó có 2 sản phẩm 3 sao, 2 sản phẩm 4 sao. Có 430 hộ sản xuất kinh doanh giỏi, 32 vườn mẫu, 550 hộ mẫu. Được sự quan tâm của huyện cũng như là của chính quyền địa phương thì đã quan tâm để xây dựng cái thương hiệu gà bản Đầm Hà. Thì gia đình tôi là mấy năm nay cũng tham gia liên kết chuỗi sản xuất và hợp tác xã Tuyền Hiền để chăn nuôi cái con gà bản Đầm Hà. Thì qua mấy năm chăn nuôi thì gia đình tôi hiện nay là chăn nuôi 2 trại để chăn nuôi gối đàn. Thì là mỗi năm là mỗi trại là 1.000 con, thì một năm là gia đình tôi chăn khoảng 4.000 con. Thì qua chăn nuôi thì là được hợp tác xã hướng dẫn về kỹ thuật rồi là cung cấp con giống cũng như là tiêu thụ cái đầu ra. Khi mà chăn nuôi xong được thu bán con gà thì là hợp tác xã sẽ thu mua cho chúng tôi. Và qua cái chăn nuôi thì là chúng tôi cũng thấy là cái con gà bán Đầm Hà này là cũng ổn định và mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Các trục đường chính trong thôn được trồng hoa, đoạn đường sân vận động được vẽ tranh bích họa, đã giúp làng quê vốn yên bình giờ đây được khoác lên mình một chiếc áo mới sạch đẹp và khang trang, khiến mỗi người dân trong xã ai cũng phấn khởi, tự hào. Năm 2017, xã Quảng Tân được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 20 trên 20 tiêu chí và đạt 53 trên 53 chỉ tiêu, thu nhập bình quân năm đạt 50 triệu đồng trên người trên năm. Năm 2020, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 8 trên 8 tiêu chí và 27 trên 27 chỉ tiêu, thu nhập bình quân đầu người đạt 77,3 triệu đồng trên người trên năm. Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của tỉnh và huyện Đầm Hà, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành các văn bản lãnh đạo,
chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021, đạt 4 trên 4 tiêu chí và đạt 13 trên 13 chỉ tiêu. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 86,48 triệu đồng trên người trên năm, tăng 1,73 lần so với lúc đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, kinh tế xã hội được phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, chính trị ổn định. Có thể nói, sau những kinh nghiệm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã Quảng Tân phát triển bền vững hơn, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Đồng thời, nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền, tăng cường cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Để giữ vững thành quả đạt được trong những năm tiếp theo, xã tập trung giữ vững các tiêu chí, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền từ xã đến thôn. Tiếp tục tổ chức quy hoạch sản xuất nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư, thúc đẩy các mô hình sản xuất, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng thôn, xã thông minh, đa dạng hóa nguồn lực, tạo cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nâng cao thu nhập cho người dân, đẩy mạnh nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Trong thời gian qua, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới luôn được Đảng bộ xã Quảng Tân xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, đạt được kết quả công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 là nhờ có sự chỉ đạo sát sao của đồng chí lãnh đạo huyện, sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện, và đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của Đảng bộ. Đấy, trong thời gian tới, Đảng bộ sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt đối với việc duy trì các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025 với phương châm dân, người dân là chủ thể và người dân được hưởng tất cả các chế độ chính sách tốt nhất, góp phần vào việc mà thực hiện nhiệm vụ chung của Đảng bộ huyện là đạt huyện nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Mong rằng những thành quả đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Tân tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, giữ vững thành quả xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng xã thông minh.